340 nha anh chị. Và 140 thì hôm nay trong thời gian đây là một phiên bản rất là hot và cũng giống như là bà con đặt rất là nhiều. Giống như Duy đã cũng đã nói với các bạn đó, là một ưu thế của cái thằng 140 và 114 này, đó là bên Duy định vị ra thẳng về cái mục tiêu đó là nhẹ tải cho chúng ta. Và thật ra thì tất cả những cái vùng nông nghiệp chúng ta hình như là điện tải yếu rất là nhiều, và chúng ta gặp về cái vấn đề là điện tải yếu. Và cũng giống như là đây là một cái phiên bản 2HP và đầu bò ga đó là đầy ống nước 140, thì nó giải quyết được cái vấn đề đó là điện ở vùng nông nghiệp của mình á nhẹ tải nhưng mà chúng ta vẫn sử dụng được nha anh chị. Và hoặc là nói về lâu về dài thì đây là một phiên bản để tiết kiệm điện cho chúng ta nha. Chúng ta vận hành ngày đêm, ngày tuần này qua tuần nọ, tháng này qua tháng kia thì cái vấn đề nhẹ điện nó rất là cần. Và đây là một cái củ bơm rất là chuyên nghiệp nha, toàn bộ làm bằng inox 304 và gia công rất là chuyên nghiệp và tỉ mỉ nha. Và bên Duy đã bán rất là nhiều cùng quý vị các bạn để đồng hành cùng dòng này. Và dòng này là phiên bản mà bán chạy nhất phân khúc nè, tiết kiệm điện nè, rồi nhẹ tiền đầu tư nè, dễ dàng di chuyển đó anh chị. Và đặc biệt hơn là đầu bơm bằng inox 304 thì chúng ta vận hành êm ái, và vì lâu về dài thì nó cũng sẽ là một cái câu chuyện để chúng ta vận hành cho nó ok. Thì hôm nay thì đang đóng hàng đi ngày 25 tháng 8 anh chị, và tiếp tục đóng giao hàng trong chiến tối. Rồi rất là cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng chia sẻ với Duy. Xin chào hẹn lại, xin cảm ơn rất nhiều. Cố gắng là giao sớm nhất và nhanh nhất về cho khách. Bây giờ cũng đã 7 đến giờ tối rồi, rõ shipper chạy rồi đó. Đó. Và bây giờ là đây là người anh đi cùng với shipper đang về cho khách luôn. Đây, rất là cảm ơn quý bà con, quý anh em luôn nha, đang đồng hành cùng chia sẻ với Duy. Xin chào hẹn lại, xin cảm ơn rất nhiều.